theo ta xét câu 31. Hàm số y bằng 2x trừ m chia x cộng 1 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn 0,1 bằng 1. Thì khi đó giá trị m bằng bao nhiêu? Thì cái hàm nhất biến này á, trên cái đoạn 0,1 thì cái giá trị lớn nhất của nó đạt tại x bằng 0 hoặc x bằng 1 thôi. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ tính giá trị của hàm số tại x bằng 0, tức là tính f0. F0 thì ta thấy x bằng 0 vô thì chỗ này nó bằng trừ m. Và tương tự vậy thì ta tính giá trị của hàm số tại x bằng 1, tức là tính f1. F1 tức là ở đây mình sẽ thấy x 1 vô thì đây là 2x trừ m, tức là 2 nhân 1 bằng 2. 2 trừ m chia cho 2 thì cái này nó sẽ bằng 1 trừ m chia 2. Đấy, thì bây giờ chúng ta xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất tức là nếu mà cái trừ m đó, trừ m mà nó lớn hơn 1 trừ m chia 2, tức là cái dấu này là giá trị tại 0 mà nó lớn hơn giá trị tại 1. Thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chỗ này mình giải thì m ra đó. Thì ở đây đó là mình chuyển trừ 1 qua bên trái đi ha. Và 1 chuyển qua trái là nó là trừ 1 nè. Rồi trừ m mình chuyển qua phải thì nó sẽ lớn hơn m trừ m chia 2. Thì điều này có nghĩa là trừ 1 lớn hơn m chia 2. Đó, mình nhân hai vế cho 2 thì nó sẽ tương đương là trừ 2 lớn hơn m, hay lại m nhỏ hơn trừ 2. Đó, m nhỏ trừ 2. Và nếu điều này xảy ra đó thì cái mắt của y trên đoạn 0,1 nó chính bằng trừ m. Mà theo đề bài á, cái thằng này nó phải bằng 1, vậy thì tương đương là m bằng trừ 1. Nhưng mà m bằng trừ 1 thì nó không có nhỏ hơn trừ 2. Cho nên ở đây mình loại giá trị m bằng trừ 1 này loại. Tiếp theo, mình xét cái trường hợp ngược lại là nếu cái trừ m mà nó bé hơn bằng 1 trừ m chia 2 thì cái này mình tương đương ngược lại thôi, tức là m nếu cái em trừ m mà lớn hơn 1 trừ m chia 2 thì m nhỏ hơn trừ 2, thì cái điều ngược lại tức là m phải lớn hơn bằng trừ 2. Đó, thì lúc này cái mắt của y mà trên cái đoạn 0,1 đó nó sẽ bằng 1 trừ m chia 2. Mà theo đề bài á thì cái thằng này nó phải bằng 1. Vậy thì giải cái phương trình này ra thì mình sẽ được là m bằng 0. Đó. Mà m bằng 0 thì hiển nhiên là nó lớn hơn cái trừ 2 này, lớn hơn cái trừ 2 này, cho nên cái này mình nhận. Như vậy ở đây mình sẽ chọn phương án B. Chọn phương án B tức là m bằng 0. Này.